mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Sáng nay mình có mặt trong hẻm 157 đường Mai Xuân Thưởng, ở đây thuộc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây tình cờ mình thấy ở trong đây, trong một con hẻm nhỏ nhưng mà có một cái chiếc xe bán bún cà ri, gà, vịt, bánh mì đều luôn. Mình thấy bán ngay trên trong hẻm, trong vỉa hè, và khách ngồi ăn cặp theo cái hẻm, rất là hấp dẫn. Cho nên mình quyết định vào đây mình sẽ quay một số hình ảnh đây cho các bạn cùng xem. Mình rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nha. Chào chị bé nha. Dạ. Bữa nay mình tới chắc là hơi trễ hả chị ha? Dạ. Chị bé ở đây bán cà ri, gà vịt, bún cà ri, gà vịt hoặc là bánh mì cà ri luôn hả chị ha? Đây, chị bé xinh xắn. Dạ. Sao chị không dọn ra mặt tiền bán, chị bán trong hẻm sâu quá. Cũng được hai mấy năm rồi anh. Dạ, gần nhà mình đúng không chị? Dạ gần, quẹo dạ. Mua làm tớ rồi. Hai mươi mấy năm rồi. Dạ. Chị bán lúc chị nhỏ xíu. Dạ em bán hồi 20. À 20, giờ này bốn mấy rồi hả? Bốn mấy mà nhìn mặn mà ghê nhé. Lao động dữ lắm anh ơi. Dạ, khách khách mua mang về hả chị? Dạ em bưng ra liền nè chị. Rồi. Ship tô đó ha. Dạ. Ship hàng luôn. Dạ. Khách mua mang đi hả chị? Dạ, có mang nhiều. Đi, điện thoại em mang đi, với lại khách là mua ủng hộ mình nhiều lắm. Ở đây mình cà ri hai món hả chị? Dạ, gà dạ, với vịt. Em rồi. Bán 7 ngày 6 món, tại ngày Chủ nhật em nghỉ. Thấy chưa? 7 ngày 6 món? Dạ, ngày món gì đó. Chủ nhật nghỉ. Dạ. Hơi lạ ha. Dạ. Mà cũng là bữa nay hên thì ghé là gặp cái món cà ri. Cũng ngày hơi. Ngày mai thì bán canh cua. Ngày mốt. Em món gì đó. Vậy nó có mỗi tuần nó có cố định không? Dạ có. Vậy chị cho khách biết đi, từ đầu tuần tới cuối tuần. Dạ. Thứ hai em bán bún măng, gà vịt. Thứ ba bún riêu cua. Thứ tư cà ri. Thứ năm bánh canh cua. Thứ sáu mì vịt tiền. Thứ bảy bún thái. Thuận luôn ha. Dạ. Chị bán 7 ngày 6 món như vậy là lâu chưa hay là mới bán? Dạ em bán cũng lâu rồi. Nhan á Dũng. Nhan á. Cái tô vậy là bao nhiêu chị? Dạ có 30 ngàn. Thanh phụ chị là gì? Dạ, là cái canh, cánh gà. Dạ. Cái anh phụ chị là gì của chị? Dạ, người chồng em. Xã. Hỏi ổng lại gì là cái cánh gà. Đúng hỏi em cái tô bún đó là có cái gì. Dạ. Tô đó bao nhiêu chị? Dạ, có 30 ạ. Ở đây bán bình dân lắm. Đây mình xài bún nè. Dạ, xài bún, bánh mì. Bao nhiêu em bán là nó đi nhiều hơn. Dạ, mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy dạ, chị? Dạ, 6 giờ rưỡi em bán mà. Tới khoảng mấy giờ chị bé? Dạ hết là dọn anh. Thường khoảng thì 8 mấy, 9 giờ vô cũng chừng. Nhanh ha. Dạ khách hết giờ dọn. Một chút mình sẽ ghi lại cái lịch 7 ngày 6 món của chị để có thể mình cho khán giả biết, hoặc là có thể mình sẽ quay lại. Dạ. Quay những cái món khác nữa. Dạ. Các vị khách ngồi ăn cũng rất là vui ha. Cũng hàng sớm không ha? Dạ. Vừa ăn anh. Vừa tán gẫu, ăn một tô ngồi 3 tiếng đồng hồ. Dạ khách thương anh ơi. Trời thương ha, khách thương. Dạ. Chị bán cũng lâu mà từ 20 tuổi cho nên khách quen biết tiếng nhiều. Tôi ngoài đường tôi biết tiếng chạy vô. Thiệt hả? Nói tình cờ. Nói chung em bán là khách cũng thương, người này giới thiệu người kia ủng hộ giùm. Dạ. Chị bé bán vừa xinh xắn mà nói chuyện cái giọng cũng rất là dễ thương, dễ mến nha các bạn. Cho nên nó nói hồi ổng díu quýnh tôi. Bánh pháo hả? Dạ. Đây là cái nồi cà ri, gà, vịt. Mình nấu chung luôn hả chị? Dạ, gà, vịt em nấu chung luôn. Trong giá đây. Dạ, có rồi đó anh. Giá dư quế. Giá nữa. Thật ra bây giờ là hơn 8 giờ nha các bạn. Cho nên chị bán cũng vơi đi khá nhiều. Nhưng mà không sao, mình sẽ ghi những hình ảnh đây. Về cảnh buôn bán nhộn nhịp của quán cà ri gà vịt của chị bé cho các bạn cùng xem, và các bạn có thể rảnh thì có thể ghé thưởng thức. Em ha. Đi vô hẻm mình á. Đi qua đúng không? Đúng không? Còn cũng biết vô tình thôi. Ở đây hẻm không, chị đọc địa chỉ đi chị. Ở chỗ chị bán là không địa chỉ chỗ chị bán. Chỗ đây thì em biết giờ đối diện đi. 157/38/8. 157 xẹt 38 xẹt 8 dạ. Đường Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Mọi người ăn nhớ ghé ủng hộ mình nha. Mình vô cái hẻm mình nè.
Giá bao nhiêu, tầm bao nhiêu? Dạ, 30-35. Bánh mì thì sao? Thì bánh mì 3.000. Không, nếu mà một tô bún thì nhiêu? Tô bún bánh là 30. Mà tô, cái bánh mì cà ri 30. Cũng vậy luôn. Dạ, đồng giá. Chỉ cần khách ăn thêm đồ là em thêm tiền thôi. À, bình dân là 30 thì ăn nhiều thêm thì tính thêm. Mồ hôi nhiều quá chị. Cái nồi nóng nè. Đây chắc là quay chị hồi hộp quá, đổ mồ hôi. Đó, giờ cũng lên giờ nghe quay hơi hồi hộp. Chị phải đi phải không? Mặc áo dài, áo đầm gì đâu. Trời đất ơi, lao động mà áo dài, áo đầm gì anh chắc quấn lên. Phải trang điểm đồ lên chứ. Không mà chị khỏi trang điểm là cũng quá đẹp rồi. Đưa chị lên mây luôn. Dạ, anh quay xong chắc em được mở một cà phê luôn quá. Cái này là muối ớt để mình ăn kèm chấm ha. Đường bột ngọt rồi đó anh, gia vị nó vừa pha sẵn rồi. Nói chung thì giờ này thì mình tới cũng hơi trễ, tủ thịt cũng khá vơi nhưng mình thấy cũng khá là hấp dẫn nha các bạn. Đó, những cái phần ức cánh rồi nè, gà vịt rồi nhớ mề rồi thịt nha các bạn. Cái này là từ trong nồi cà ri, nấu cà ri rồi vớt ra các bạn. Nếu mà không vớt thì nấu hoài nó sẽ bị nhừ, bị rụt nha các bạn. Vớt ra như vậy nó mới ngon. À, trong cái nồi này thì có cái nước cốt dừa hả chị? Dạ, nước cốt dừa. Cho nên nó dậy cái mùi rất là thơm luôn các bạn. Nếu mà cà ri thì đúng gốc là phải có khoai lang nha các bạn. À, xem chị bé trụng một cái tô bún cà ri. Tô bún là như 30 hả chị? Dạ, 30. Vậy dám cắt chung con nha, vậy con hết rồi dịch rồi. Có đẹp luôn đó. Có cánh như cánh này, cánh vịt hay cánh gà? Dạ, cánh gà. À, phần này 30 nè. Dạ, khách ăn bún cánh gà ba hờ dân ảnh luôn, bốc lên cái mùi rất thơm. Trong đây nước cốt dừa với gì nữa? Dạ, nước cốt có... dừa không anh, em nấu cốt dừa không có phải sữa. Dạ, bột cà ri đồ hột à, đều. Dạ, gia vị cà ri đây khách. Tô bún cánh gà. Hỏi anh này biết hả? Cái cuối cuối đường này rồi, biết rồi. Tôi hôm qua tôi có lấy hành tám cục đá cho má. Hành tám mà không có. Giờ này chị sắp dọn chưa? Dạ, hết là anh dọn rồi nè. Chứ hai vợ chồng muốn bán cho tôi hả chị ha? Dạ, có hai vợ chồng bán. Đỡ dỗm. Con cái lớn chưa? Dạ, đứa đại học năm nay ra trường, đứa năm nay bắt đầu đại học. À, giỏi quá ha. Của phận bịch đó là của cái thằng. Dạ, đi đi. Hai vợ chồng buôn bán tảo tần, hai mươi mấy năm nuôi con hai đứa vào đại học nha các bạn. À, con mình thấy mình buôn bán tảo tần vậy nó sẽ thương, nó sẽ cố gắng học hành để báo hiếu cha mẹ. Có khách mang về hả chị? Ủa là mua gì thấy nhiều vậy? 50 cái thôi. Mua cà ri không? Dạ mua cà ri không ạ. 3 bả trứng 11 giờ không biết còn. 30.000 một phần, 4 phần. Ông xã đi giao à? Dạ, đi giao. À, shipper đó các bạn. Rồi đây để chị bán. Rồi có cái bàn nhỏ nhỏ chỗ này. À, chị đang ngồi ăn. Rồi những cái bàn bên đây đó, rất là bình dân, rất là giản dị nha các bạn. Ngay trong hẻm 157 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6. À, cái nồi cà ri bốc lửa bốc khói luôn, huyết cũng còn huyết nè các bạn. Trong đây cũng có đầu gà, cổ gà sẽ ra rất là ngọt nha. Huyết nếp nè các bạn. Đây là những cái huyết nếp rồi. Huyết này, huyết vịt, huyết gà chị? Dạ, huyết vịt đó anh. Mình có xài huyết gà không? Dạ không. Không. Bán gà nhưng không xài huyết gà. Xài huyết vịt không? Rồi. Tắt vào cơm trái à? Dạ, cơm trái em hết rồi. Thường em có bán cơm trái nữa mà em hết rồi. Tắt á. Cơm trái hả? Bây giờ em xài chanh này, lấy còn cái chanh xài đỡ mấy em nha. Là vậy, tôi mới tắt hả chị? Quán này quán bình dân giống như tình làng nghĩa xóm đó bạn, ai cũng quen, bà con nào cũng quen hết. Cho nên nói chuyện rất là gần gũi, giống như người trong nhà. Đi lao động không mà thành ra mình... Nói chuyện bình dân hả chị? Quế luôn hả chị?
thôi đừng bỏ. Ăn đỡ mềm cái đầu nha. Ừ. Cái mì đi. Dạ. À. Xem đỡ. Khách ăn bánh mì hả chị? Không, không. Tại chị này không ăn giao giá gì hết. Cũng 30 hả? Dạ, không, cái này có 15 ngàn. Hả? Giá nào cũng bán, nói lại giá dạ. Giá bình dân. Ăn mỗi món giá mỗi khác hả? Chị kia. Cái phần chị này ăn chỉ 15 ngàn thôi các bạn. Dạ. Chúc mình sẽ ăn phần 5 ngàn. À, giờ cuối chị bé bán cũng rất là nhiều các bạn, khách mang đi mới nhiều nè, bán hết nồi luôn. À, bán như vậy chứ hai vợ chồng chắc cũng cực lắm, mấy giờ phải dậy lo làm mà. Dạ 4 giờ à. Còn biết là ăn giùm nữa. Phải ăn giùm có quay phim luôn. Mai chị bán món gì? Dạ mai bán bánh canh cua mà cua đồng chứ không phải là cua nguyên con. À cua đồng. Dạ. Cua đồng là chị có giò, sườn, tôm, chả cá. Chị để trong cái thau riêng hả? Cua đồng chị bỏ trong cái nồi nước lèo luôn. Cua đồng bắt đầu em nấu trong nước lèo luôn. Rồi vớt ra. Không, em nấu trực tiếp. À trực tiếp trong đó. Tại ra ta ăn nước lèo nó mới ngọt. Dạ, vừa tôm dạ. Khô vừa cua luôn. À, ngày mai chị sẽ bán bánh canh cua đồng nha các bạn. Giờ chuẩn bị chờ ông xã tới chở về. Dạ. Đẩy xe về nhà hay sao? Dạ, tô quen tài xài tô nóc không à, quăng vô xe hết á anh. Mình bỏ vô mình đẩy về thôi. Gần đây không chị? Dạ, ông quẹo qua tới. Đó à. Dạ. Đây chị ăn một tô bún cà ri, nhưng mà cái phần này là cánh gà nha các bạn. Chỉ 30 ngàn. Nhìn cô ăn là phát thèm luôn. Một bán đứng 30 ngàn. Nó bán là ăn nè. Tại vì ở đây là mỗi ngày mỗi món mà ha. Mỗi ngày mỗi món. À, hôm nay thì bán cà ri gà vịt. Nhìn cô ăn ngon quá. Chị ở bên Lý Chi Hoàng á. Ờ. Phường 10 quận 6. Phường 10 quận 6. Em Lý Chi Hoàng nè. Nghe chỗ ủy ban á. Em ngay công an. Chị kế quỹ ban, em kế công an. Hai mình làm việc được. Em Lý Chi Hoàng luôn nè. Dạ. Em chị ở chỗ cái hẻm Hương Giang. Hả? Cái hẻm nhậu á. Quán Hương Giang. 59 á, hẻm 59 á. Vậy chị đâu phải quỹ ban đâu, quỹ ban nằm ở công trong. Công an. À. Quỹ ban vô chợ. Thì em gần chị gần rồi. Chị kế quán Hương Giang. Chị thấy cái nước cà ri đó nó đậm đà. Ăn dân miền Tây mình đó. Dạ. Nói chung là nhân dân miền Tây mình. Nấu theo kiểu miền Tây. Béo. Trong đây có sữa không chị bé? Không, em nấu cốt đường. À. Đó miền Tây nha, đúng cà ri Ấn Độ có sữa. Ấn Độ thì sữa. Với khoai lang. Mình là không có sữa. Mỡ với dừa. À. Khoai lang phải môn. Khoai môn nữa mới thấy luôn á, chứ thường là ta nấu khoai lang. Em bỏ khoai môn vô đây luôn cho nó mềm, nó thơm, nó lèo đó. Dạ dạ. Chị bé chia sẻ là bỏ nấu khoai môn luôn cho nó mềm và nó thơm với nước lèo. Đây là cà ri theo miền Tây nha các bạn. Cộng bún nó thấm nước cà ri mềm mại hả cô, hả chị ha? Bởi mình cứ xưng hô lẫn lộn giữa chị với cô. Tại vì mình, cái tuổi mình cũng lỡ lỡ. Nhìn chị ăn rất là ngon các bạn. Ngon, không có gan, không dám ăn. À, khách có thể ngồi những cái bàn bên kia ăn luôn. Vừa ăn vừa tán gẫu. Chồm sớm không? Để ngày hôm qua chú ra lại sớm ăn bún măng vịt ngày hôm qua ăn kia. Bún măng vịt nó làm ngon lắm, nó keo nước mắm, nó là quay phim được á. Chị bé có được mẹ mẹ truyền nghề đâu vậy ha, tự chị bán từ xưa vậy? Dạ. Mẹ bán có hai món à, mà tự em ăn, tự em nghĩ ra. À, mày mò làm thêm nhiều món ha. Bé nhưng không có bé nha, đầu óc rất là suy nghĩ rất là lớn luôn. Má bán có bánh xèo
nhậu với bánh canh thôi. Rồi tự mình vô ăn mà tự mình nghĩ ra bán vậy. Có quyết đồ không chị? Dạ có quyết nhiếp, quyết tươi luôn anh. Nói chung ra nếu mình đi ngoài đường thì nó rẻ. Dạ. Rẻ. Như mình ăn cái chỗ nếu ngoài đường nó rẻ còn đây là sao? Đây không rẻ à? Bình dân. Vừa bị đây là ngoài đường thì rẻ còn đây là bình dân. Rẻ rẻ là đúng. Cái tô này nó rẻ hơn ngoài đường á, chứ không phải là ngoài đường bán rẻ. Dạ. À. Nếu cái tô này mà nếu mà đi ra ngoài Hậu Giang là từ 45 tới 50. Trong mẻm nên giá khẽ bình dân. Như đây là mình bán cho dân lao động. Nó đỡ cái tiền mặt bằng á. Nó lời ít. Bán trong mẻm thôi. Ừ. Thấy cánh gà đồ cô ăn nó có mềm chưa? Mềm, vừa ăn. Rồi có thể chấm với lại muối ớt chị ha. Dạ. Muối chưa? Chưa chưa chưa, hôm qua nó còn cái hủ thiếu không mà. Em thấy cái tô này là 30 cũng hơi nhiều quá, ăn no luôn á. Hai mà sức ăn yếu yếu ăn không nổi. Cái này nó nấu nước cốt dừa với mỡ á, thành ra nhìn nó ngon. Còn có sữa nó trắng trắng á, nó lục lục nó kỳ lắm. Cái màu nó sẽ không đẹp. Nhưng mà ăn cái người mà có bụng yếu ta cũng tiêu. Nó dễ bị tàu tháo được. Nước cốt dừa và bột cà ri. Ở đây chị nấu có lá cà ri tươi không? Dạ có. Cà ri tươi. Không có. Lá cà ri khô à? Dạ. Mình thấy rất là tươi ra chợ Hòa Bình đó. Chứ mình nấu mình mua có. Thịt gà là cũng mềm hả chị ha? Mềm. Ngày mai là bán món gì? Ngày mai bánh canh cua anh. Bánh canh mai chị có ghé không? Ghé ghé. Cho nó bán là chị ghé. Đúng không? Đúng không? Ăn khẩu vị của nó quen rồi, đi chỗ khác ăn nó khó ăn. Đây, trong đây có lá cà ri, có bột cà ri. Rồi chị thấy nó cái vị nó thơm không? Ngào ngạt. Và béo nè, béo. Có nước cốt dừa thì sẽ béo. Cà ri. Con chị nó không có ở nhà chứ rồi nó bán cà ri là chị mua đem về luôn á. Ăn xong rồi mua cho thằng con bọc á. Rồi đều có cái dở không có găng nữa không, không có cạp được á. Mà nó đi lấy cánh cho tôi. Để con còn gà nó không đỡ thằng con. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về quán cà ri gà, cà ri vịt của chị bé hôm nay ở trong hẻm 157 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6 đó các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và mình hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye.